Tử vi tuổi Thìn tháng 11 âm lịch. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ai trong cuộc sống cũng mong muốn mình gặp được nhiều điều may mắn, tận hưởng cuộc sống bình yên bên người thân yêu. Có những người từ nhỏ đến lớn luôn gặp khó khăn, dù họ cố gắng cách mấy cũng không bao giờ cải thiện được. Tuy nhiên, tử vi học có nói, không ai giàu ba họ, cũng không ai khổ ba đời. Mọi công sức bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng vào một giai đoạn nhất định trong cuộc sống. Quan trọng, chúng ta luôn biết cố gắng với mục tiêu của mình đã đặt ra, lạc quan, thận trọng trong cuộc sống hiện tại thì sẽ đạt được những thành quả như bản thân mình mong muốn. Để biết được cụ thể vận trình tử vi tháng 11 âm lịch năm 2020 sẽ có cơ hội và may mắn ở phương diện nào, sẽ có đại hạn xảy ra với tuổi Thìn, làm cách nào để hóa giải được vận hạn và đón lành tránh dữ, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát đi tìm hiểu nội dung ngay sau đây. Tổng quan tử vi tuổi Thìn tháng 11 âm lịch năm 2020. Tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11, từ ngày 15 tháng 12 đến ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch. Tháng này không phải tháng có nhiều đen đủi đối với những người tuổi Mùi. Đối với những người tuổi Tý, tuy nhiên có một số ngày trong tháng 11 âm lịch những gia chủ tuổi Tý sẽ cần chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 7 tháng 11 năm 2020, tức ngày 20 tháng 12 năm 2020 dương lịch, có nạp giáp làm Mậu Tuất, đặc biệt đại kỵ với các mệnh chủ tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952. Thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 11 năm 2020, tức ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 và mệnh chủ Mậu Thìn sinh năm 1988. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Các ngày tốt đối với người tuổi Thìn trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch 18 tháng 11 năm 2020, tức ngày 31 tháng 12 năm 2020 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu. Thứ hai là ngày âm lịch mùng 6 tháng 11 năm 2020, tức ngày 19 tháng 12 năm 2020 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi để chọn được ngày giờ đẹp, phù long, tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Sự nghiệp của người tuổi Thìn. Nhờ có tam hợp nên về công danh sự nghiệp của gia chủ tuổi Thìn trong tháng này sẽ có rất nhiều cơ hội. Nếu như biết nắm bắt cơ hội thì sẽ phát huy được sở trường của chính mình, tương lai sẽ mở rộng, cơ hội phát triển và thăng tiến rất nhiều. Đặc biệt trong tháng 11, cấp trên khá ưng ý với năng lực mà bạn thể hiện bởi vì bạn có thể xử lý được nhiều việc, làm được nhiều chuyện, không để mình bó tay trước những khó khăn mà nhiều người phải bỏ cuộc. Lời khuyên cho các gia chủ tuổi Thìn trong tháng 11 này cần có lịch trình sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý, kết hợp với chế độ ăn uống, tập luyện lành mạnh, giữ tâm trạng tốt để bản mệnh luôn khỏe mạnh, có sức khỏe mới mong được công việc hanh thông. Thầy Gia Cát khuyên tuổi Thìn hãy luôn sử dụng vòng tay tam giáp khai vận để cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn.
Đồng thời, khi mang theo vòng tam giáp khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những hỏa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có, tài lộc của người tuổi Thìn. Trong tháng 11 âm lịch này, phương diện tài lộc khá ổn định, đảm bảo cho bạn có nguồn thu và chi cân đối. Thế nhưng, có người thấy bạn sẵn sàng chi những khoản tiền lớn bởi tất cả đã nằm trong kế hoạch của bạn, nhưng họ lại nghĩ rằng bạn nhiều tiền và cố tình hỏi vay, mượn. Bạn nên chú ý cân bằng, đừng có cho vay mượn mà làm lỡ dở kế hoạch đặt ra trước đó. Đồng thời, bạn hãy biết nắm bắt vận thế tốt này để phát triển sự nghiệp, từ đó có thể cải tạo ra nhiều củ cải. Đặc biệt, bước vào giai đoạn cuối tháng, chuyện kinh doanh của tuổi Thìn cực kỳ phát triển, tiền bạc về nhà nhiều như nước. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, những gia chủ tuổi Thìn nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy là Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp lấy thời cơ, nắm cơ hội thành công. Sức khỏe của người tuổi Thìn. Tình hình sức khỏe của tuổi Thìn trong tháng 11 âm lịch đã ổn định hơn, không gặp nhiều vấn đề, nhưng bản mệnh cũng cần phải giữ cho mình thói quen sinh hoạt lành mạnh. Lúc này đang là tiết lập đông, trời thường lạnh hơn về đêm. Nếu bạn càng thức khuya, cơ thể càng dễ bị nhiễm lạnh, sinh ốm đau, bệnh tật. Tháng này, bạn nên dành nhiều thời gian để đi thư giãn và nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động xã hội nhiều. Ở một vài thời điểm trong tháng, sao xấu có thể gây tổn hại tới danh dự và sức khỏe của bạn. Chính vì vậy, cần duy trì sự cân bằng để bản thân luôn ổn định. Để gia tăng vận khí, tăng cường sức khỏe, gia chủ tuổi Thìn nên sử dụng vòng tam giáp khai vận Thân, Tý, Thìn, được chế tác từ gỗ huyết long và đá mã não đỏ, có tác dụng tốt tới hệ tim mạch và sức khỏe. Tình duyên của người tuổi Thìn. Xem tử vi tình duyên tháng 11 âm lịch năm 2020 của tuổi Thìn khá yên ổn. Trong các quyết định liên quan tới tình yêu, bạn không cần phải quá lý trí, hãy nghe theo tiếng gọi của trái tim mình. Tình cảm của những người tuổi Thìn chuyển biến tích cực, bản mệnh sẽ có những hành động bất ngờ để hâm nóng tình yêu đôi lứa. Đối với những người độc thân thì tháng này vô cùng thuận lợi, những động thái nhỏ sẽ tạo ra được sức hút đối với người khác giới, nên rất dễ dàng tìm kiếm được đối tượng phù hợp. Còn đối với các cặp đôi trong tháng 11 âm lịch sắp tới sẽ có khả năng đón tin vui, có thể là chuyện kết hôn hoặc có thêm con cái. Lời khuyên cho các gia chủ tuổi Thìn trong tháng 11 này cần có lịch trình sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý, kết hợp với chế độ ăn uống, tập luyện lành mạnh, giữ tâm trạng tốt để bản mệnh luôn khỏe mạnh, có sức khỏe mới mong có được công việc hanh thông. Thầy Gia Cát khuyên tuổi Thìn hãy sử dụng vòng tay tam giáp khai vận để cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam giáp khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Chi tiết tử vi tháng 11 cho từng tuổi Thìn. Thứ nhất, tuổi Nhâm Thìn, sinh năm 1952. Người tuổi Nhâm Thìn vốn là người có tầm nhìn xa trông rộng, có kiên nhẫn, có nghị lực, tuy nhiên có phần thiếu cá tính, thường hành xử theo lẽ thường tình, thuận nước đẩy thuyền, không có bước đột phá đáng kể. Các mối quan hệ trong xã hội khá tốt nên họ được giúp đỡ về mặt tài chính, vì vậy nên hãy khoan dung hơn với họ và đừng nên đắc tội với họ. Thầy Gia Cát khuyên tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 hãy luôn sử dụng vòng tay tam giáp khai vận để cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam giáp khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Thứ hai, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Về sức khỏe, tuổi Giáp Thìn ít khi ốm đau nặng, song bản mệnh nên thay đổi những thói quen sinh hoạt không tốt, nhất là về vấn đề ăn uống. Chuyện tình cảm trong tháng cũng khá ổn, bạn biết cách mở rộng các mối quan hệ, nhưng bạn có phần dễ tin nên hay bị mắc lừa. Tài chính có chút eo hẹp khi bạn không biết cách thắt chặt chi tiêu của mình nên hãy dẫn đến việc tài chính không còn đồng nào. Nên nhớ, nhanh chóng trả hết những khoản nợ, đừng để dây dưa kéo dài. Vận may tài lộc thường đến khá nhanh và mạnh như vũ bão, hãy nắm bắt thời cơ để đầu tư sinh lời. 3. Tuổi Bính Thìn sinh năm 1976.
Tử vi năm 2020 của Bính Thìn nhận định rằng tháng 11 âm lịch, bản mệnh có tinh thần cầu tiến, lại chăm chỉ và nhẫn nại. Họ luôn tích cực để làm việc mà không quản khó khăn. Hơn nữa, bản mệnh là người lương thiện, dễ mùi lòng. Về sức khỏe, người tuổi Bính Thìn nên chú ý đến các bệnh về đường, tiết niệu và một số bệnh nhỏ khác như cảm cúm, đau dạ dày. Cần ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để giữ gìn sức khỏe. Tài chính của tuổi Bính Thìn không mấy ổn định khi sống quá hoang phí. Bạn nên suy nghĩ kỹ càng trước khi chi tiêu để tránh lãng phí tiền bạc. Thứ tư, tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988. Tính cách của người Mậu Thìn có phần hướng nội, trầm tĩnh và ít nói. Họ khá bị động trong chuyện đối nhân, xử thế, không quá nhiệt tình, cũng không có nhiều bạn bè thân thiết. Các mối quan hệ xã hội khá lạnh nhạt. Hơn nữa, tuổi Mậu Thìn là người có tài năng xuất chúng, có khả năng làm việc và xử lý vấn đề tốt, nhưng họ lại không thích nổi bật trong đám đông, cũng không thích thể hiện bản thân. Vận trình tài lộc khá ổn định bởi tuổi Mậu Thìn vốn là người hết sức tiết kiệm và khắt khe với việc tiêu tiền của bản thân, còn giác chỉ chi tiêu vào những việc quan trọng nên không có quá nhiều tiền đáng lo trong tài vận của con giáp trong tháng 11 âm lịch. Sức khỏe của người tuổi Mậu Thìn không có gì đáng ngại, tuy nhiên đôi lúc vẫn bị khó chịu vì bệnh dạ dày nên đặc biệt cẩn trọng trong chuyện vệ sinh ăn uống. Đối với những gia chủ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 thì tháng 11 âm lịch là tháng khá nhiều may mắn. Để tăng thêm tài lộc, gia chủ nên sử dụng pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo đã được khai quang, trì chú để kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thầu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Người tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 có tính tình thẳng thắn, cương trực. Họ có suy nghĩ thuần khiết và không có mưu mô hãm hại gì cả. Tuy nhiên, cảm xúc của người này thường lên xuống, thay đổi thất thường nên khiến cho người khác cảm thấy khó nắm bắt. Vận trình tình cảm của người tuổi này khá đào hoa, dường như khắp nơi đều có người được họ lưu tâm, để mắt, nhưng xét kỹ thì lại có phần hơi ảo tưởng về sức lôi cuốn của bản thân. Tuổi Canh Thìn nhận định có tài vận ổn định, hành thông, có khả năng kiếm tiền bằng nghề tay trái rất giỏi, dù bước tiến triển không hề lớn. Cơ hội để kiếm tiền không ít, phải biết cách nắm bắt, nhưng cũng đừng quá tham vọng, phải biết điểm dừng. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã luôn theo dõi video của chúng tôi. Rất cảm ơn mọi người thời gian qua đã tin tưởng và đồng hành cùng kênh Phong Thủy Gia Cát. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng tuổi phù hợp và những dự định trong công việc, quý anh chị thực hiện trong tử vi tháng 11, 12, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Thìn trong tháng 11 âm lịch này. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau.